Ngô khẳng định báo sạch và hữu danh đấu tranh để kiếm tiền. Hôm nay, người có tên tài khoản mạng xã hội Phương Ngô tung ra một bài viết có tính chất ám chỉ đến những kẻ núp danh đấu tranh để kiếm tiền, bất chấp đạo lý, pháp luật, mà trực tiếp là những KOL báo sạch và Trương Châu hữu danh. Người có tên tài khoản mạng xã hội Facebook Phương Ngô mà lâu nay đấu trường dân chủ thường nhiều lần nhắc đến với bộ ba đánh BOT cùng với Trương Châu hữu danh và Huỳnh Bửu Long, và cũng từng là thành viên của nhóm báo sạch, đó chính là Ngô Thị Phương Oanh, cư trú tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay 24 tháng 12, Phương Ngô đăng đàn một bài viết nhận được nhiều sự ủng hộ và có rất nhiều bình luận về bài viết này. Bài viết có tên Kiếm tiền để đấu tranh hay dùng chiêu bài đấu tranh để kiếm tiền. Bài viết đề cập đến hai dạng người, người kiếm tiền để đấu tranh và dạng người đấu tranh để kiếm tiền. Phương Ngô khẳng định, đấy là vấn đề cần làm rõ cho ra sự minh bạch. Tôi khinh thường những kẻ cố nhập nhèm, lấp liếm để biện hộ cho cái sai, bao che cái sai ít vì nghĩ tụi nó đã làm được những điều tốt. Nhưng thực chất, tụi nó chỉ lợi dụng những điều tốt đã làm để xây dựng và nuôi dưỡng cái sai nghiêm trọng hơn, nhằm trục lợi cho cá nhân tụi nó. Ngòi bút của tụi nó bung ra, có khi gây hại cho hàng nghìn con người trong một phút, rồi chính tụi nó lại nhân danh đấu tranh để lấy thêm sự ủng hộ và lòng tin của nhiều người ngu ngơ nhẹ dạ. Phải chăng Phương Ngô muốn hàm ý nói về những kẻ sử dụng ngòi bút của mình để kiếm tiền, hoặc dù gây hại cho hàng trăm hàng ngàn cá nhân, và những kẻ đó là ai? Nếu xét về phương diện trên mạng xã hội Facebook hiện nay, đa số KOL sử dụng ảnh hưởng của mình để kiếm tiền bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí sử dụng cả thủ đoạn bẩn nhất, đó là xâm phạm đời tư, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức chỉ nhằm mục đích hạ bệ, buộc họ phải chi để bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình. Tất nhiên, không hẳn KOL nào cũng vậy. Nhưng theo ý của Phương Ngô thì dù KOL nào thì cũng đều phải kiếm tiền, nhưng theo nghĩa khác nhau. Có KOL kiếm tiền để đấu tranh và có KOL đấu tranh chỉ vì mục đích là kiếm tiền. Trong bài viết, Phương Ngô chỉ duy nhất thừa nhận mỗi tên tội phạm chống phá Phạm Đoan Trang là người không vì tiền. Chúng tôi không bình luận về trường hợp Phạm Đoan Trang trong bài viết này. Và khi lên các cán bộ an ninh phường Tân Tạo, Phương Ngô vẫn khẳng định chắc định như vậy. Phải chăng báo sạch KOL Trương Châu hữu danh chính là kẻ mượn danh nghĩa đấu tranh để kiếm tiền? Chúng tôi khẳng định ý Phương Ngô nói như vậy bởi: Thứ nhất, vào ngày 22 tháng 12, Phương Ngô lên gặp cán bộ an ninh phường Tân Tạo theo giấy mời. Trong buổi gặp mặt này, các an ninh đã hỏi Phương Ngô về Phạm Đoan Trang, báo sạch và bộ ba đánh BOT. Ngay khi gặp mặt các an ninh về, Phương Ngô đã đăng tải toàn bộ nội dung buổi gặp mặt và cũng rất thẳng thắn nói rằng riêng đối với Phạm Đoan Trang thì cô khẳng định không vì tiền, còn với báo sạch có sao cô nói vậy? Có sao nói vậy có nghĩa là nói gì? Câu hỏi này đã được rất nhiều người theo dõi trên trang cá nhân của Phương Ngô bình luận bên dưới bài viết ngày 22 tháng 12. Để trả lời về vấn đề này, Phương Ngô đã đăng đàn bài viết thứ hai hôm ngày 22 tháng 12 nói rõ về vấn đề mà chính những người bình luận muốn biết. Cô nói gì về báo sạch và bộ ba đánh BOT? Trong đó, khẳng định có việc kiếm tiền để đấu tranh, tức kiếm tiền để đấu tranh chống BOT bẩn, thời kỳ mà bộ ba này nổi tiếng vào thời năm 2017. Và vấn đề đấu tranh để kiếm tiền mà trực tiếp là sử dụng ngòi bút bẩn để kiếm tiền bằng cách này, bằng cách chà đạp lên đạo lý, lên pháp luật. Đó phải chăng là báo sạch, là cách đánh của Trương Châu hữu danh dẫn đến Trương Châu hữu danh bị bắt giam để điều tra và báo sạch tự động phải xóa bỏ sự tồn tại trên Facebook. Thứ hai, nhìn quá trình đấu tranh của Phương Ngô, chúng ta cũng có thể hiểu ra vấn đề mà Phương Ngô muốn nói ở đây là gì và nói đến ai. Đó chính là quá trình từ bộ ba đánh BOT đến báo sạch ra đời. Khi đó, Phương Ngô đã phải đột ngột từ bỏ báo sạch ngay khi báo sạch mới thành lập chưa được bao lâu. Chính Phương Ngô đã nhận ra rằng làm tiền của báo sạch khiến cô bất bình về những kẻ từng sử dụng ngòi bút của mình để đăng bài lên trang cá nhân của cô và đưa cô vào tham gia nhóm báo sạch. Ngay khi Phương Ngô đưa bài viết này lên ngày hôm nay, các bình luận đều khẳng định rằng đã nhận ra lý do vì sao Phương Ngô từ bỏ bộ ba đã từng sống chết với nhau khi đánh BOT. Và từ bỏ báo sạch, một trang có thể tạo cho Phương Ngô tên tuổi của một KOL. Chỉ như vậy thôi, chúng ta đã biết được rằng Phương Ngô đã khai gì khi lên gặp các an ninh phường Tân Tạo về vụ đánh BOT, về báo sạch và về Phạm Thị Đoan Trang, đồng thời giúp cho mọi người thấy rõ hơn việc cơ quan an ninh điều tra thành phố Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra Trương Châu hữu danh theo điều 331 Bộ luật hình sự là chính xác và đúng pháp luật. Có thể vụ án này còn mở rộng thêm đối tượng và tội danh phụ thuộc vào các chứng cứ mà cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra thu thập chứng minh. Mặt khác, bài viết của Phương Ngô cũng muốn khẳng định rằng những ai đang bao biện cho hành vi của Trương Châu hữu danh hay một KOL nào đó chỉ vì tiền mà bất chấp đạo lý, bất chấp pháp luật thì sớm muộn cũng sẽ bị trừng trị, và việc trừng trị là thích đáng. Thì hãy thực tế để xem có nên bảo vệ, bao biện cho những kẻ đó hay không. Chính Phương Ngô là người trong cuộc nên hiểu hơn ai hết và đã mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chỉ mong mọi người thấy rõ chân tướng của vấn đề, của người mà một số người vẫn đang ra sức bảo vệ. Đây vừa là lời cảnh tỉnh, vừa là lời khuyên mà Phương Ngô muốn nhắn nhủ đến tất cả những ai đang thực tâm muốn cuộc sống này tốt đẹp hơn.